Đây là bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn, ngày mùng 2 tháng 1, theo mẫu số 01TNDN, ban hành kèm theo thông tư số 78 năm 2014, thông tư của Bộ Tài chính. Có một số trường hợp khi đơn vị mua hàng hóa không có hóa đơn, mà chỉ cần bảng kê thu mua đi kèm. Vậy vấn đề đặt ra là các chi phí liên quan đến mua hàng hóa dịch vụ được lập bảng kê theo quy định có được đưa vào chi phí hợp lý và được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hay không, thì các bạn phải căn cứ vào thông tư 96 năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 78 năm 2014, thông tư của Bộ Tài chính, trong đó có ghi rõ tại khoản 2 điều 4 các chi phí của doanh nghiệp khi mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn được phép lập bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ theo mẫu số 01TNDN và không được lập bảng kê đối với một số các trường hợp. Các bạn lưu ý khi thực hiện việc lập bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn thì chúng ta cần phải xác định được đơn giá phù hợp với đơn giá trên thị trường. Với trường hợp đơn giá cao hơn, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào giá thị trường để đánh giá lại toàn bộ các chi phí trong bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn. Và như vậy đối với các mặt hàng trong chăn nuôi sẽ thuộc các chi phí hợp lý và được lập bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn. Theo đó, cách xử lý để được đưa vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, các đơn vị cần phải tập hợp các hồ sơ bao gồm hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ, biên bản bàn giao hàng hóa, bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn theo mẫu số 01TNDN và các chứng từ thanh toán đi kèm, bao gồm phiếu chi liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt hoặc chứng từ ủy nhiệm chi liên quan đến thanh toán bằng chuyển khoản. Và ở đây đơn vị mua của bà Lê Thị Tình theo địa chỉ và số chứng minh nhân dân với tổng giá trị 5.240.700 đồng và hình thức thanh toán ngay bằng tiền mặt. Do đó, đằng sau bảng kê sẽ bao gồm phiếu chi đi kèm. Toàn bộ các mẫu hợp đồng này các bạn sẽ vào phần tải về để tải và tham khảo. Trước khi đi vào thực hiện hạch toán, chúng ta sẽ phải căn cứ các mặt hàng mà đơn vị mua về là nguyên vật liệu hàng hóa hay mua về để sử dụng để chúng ta phản ánh vào tài khoản chi phí cho phù hợp. Các mặt hàng bao gồm cỏ voi và cám gạo cám ngô này được mua về phục vụ cho các trang trại chăn nuôi. Do đó, đây sẽ là nguyên vật liệu. Còn trong trường hợp doanh nghiệp mua về để xuất bán cho khách hàng thì chúng ta sẽ phải đưa vào hàng hóa là tài khoản 156. Và với trường hợp mua về nhập kho để sử dụng dần, chúng ta sẽ phải đưa vào tài khoản 152 để làm tăng kho nguyên vật liệu. Theo tính chất của tài khoản loại 1 tăng ở bên nợ và giảm ở bên có. Và có cho tài khoản 111 do đằng sau hóa đơn là chứng từ thanh toán phiếu chi đi kèm, phản ánh đơn vị đã thanh toán ngay bằng tiền mặt sẽ làm giảm tiền mặt tại quỹ. Nhưng ở đây toàn bộ số nguyên vật liệu này được mua về và xuất thẳng trực tiếp cho trang trại chăn nuôi, bao gồm trang trại bò, heo và trang trại gà. Do đó chúng ta sẽ phản ánh xuất thẳng nguyên vật liệu không qua kho và phản ánh trực tiếp vào bên nợ của tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 621 theo thông tư 200 để làm tăng chi phí sản xuất và có cho tài khoản 111 làm giảm tiền mặt tại quỹ. Và xuất thẳng thì chúng ta sẽ không còn đưa vào tài khoản 152. Còn với mua nguyên vật liệu về nhập kho thì chúng ta sẽ phải thực hiện hai bước. Mua về nhập kho trước và khi xuất ra sử dụng thì chúng ta vẫn đưa vào tài khoản chi phí 154 theo thông tư 133 hoặc 621 theo thông tư 200 phản ánh các chi phí đầu vào và có cho tài khoản 152. Và khi phản ánh trực tiếp mua nguyên vật liệu không qua kho, phản ánh vào tài khoản 154 thì các bạn phải nhớ chọn khoản mục chi phí để phần mềm hiểu đây là tài khoản 154 thuộc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Còn với thông tư 200 chúng ta phản ánh vào tài khoản 621 thì chúng ta không cần phải chọn khoản mục chi phí bởi bản chất của tài khoản 621 đã là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Và số nguyên vật liệu này được xuất trực tiếp cho các trang trại chăn nuôi
thì chúng ta sẽ phải chọn đối tượng tập hợp chi phí tương ứng cho từng phân xưởng. Chúng ta sẽ căn cứ vào bảng kê thu mua hàng hóa ngày 2 tháng 1 và thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Các bạn sẽ vào phân hệ mua hàng và chọn chứng từ mua hàng hóa. Trong chứng từ mua hàng, với trường hợp mua nguyên vật liệu về nhập kho thì các bạn phải tích vào là một nhỏ, mua hàng nhập kho, phần mềm sẽ phản ánh phiếu nhập kho và chúng ta sẽ chọn được tài khoản là 152. Còn ở đây toàn bộ nguyên vật liệu này được xuất thẳng, do đó chúng ta sẽ phải chọn hai nhỏ là mua hàng không qua kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật luôn tài khoản chi phí là 154. Phản ánh hình thức thanh toán ngay bằng tiền mặt và mua của cá nhân không có hóa đơn, do đó chúng ta sẽ để là không có hóa đơn. Phần mềm sẽ bỏ phần táp hóa đơn và phần táp thuế. Ở phần thông tin chung, các bạn sẽ điền thông tin của nhà cung cấp. Một là các bạn sẽ khai báo mới một mã nhà cung cấp là Bùi Thị Thương theo địa chỉ và số chứng minh nhân dân, hoặc chúng ta chỉ cần chọn đến mã nhà cung cấp lẻ. Và chúng ta sẽ điền lý do là chi tiền mua nguyên vật liệu. Phản ánh ngày hạch toán, ngày chứng từ căn cứ trên bảng kê, ngày 2 tháng 1 năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật xuống ngày của chứng từ. Điền xong toàn bộ phần thông tin chung, chúng ta sẽ xuống phần mã hàng và chọn từng mã nguyên vật liệu, bao gồm cỏ voi. Với số lượng nhập là 80, đơn giá 20.000 đồng. Thứ hai là cám gạo, số lượng là 50, với đơn giá 13.200 đồng. Nguyên vật liệu thứ ba là cám gạo, với số lượng mua về là 80, đơn giá 13.200. Tiếp theo là cám ngô, số lượng mua về 65 kg, với đơn giá 21.100 đồng. Nguyên vật liệu tiếp theo vẫn là cám ngô và số lượng mua về 12 kg, đơn giá 21.100 đồng. Và cuối cùng là bống rượu, số lượng mua về 120. Các bạn sẽ điền đơn giá 2.500 đồng. Sau khi điền xong, các bạn phải nhớ kiểm tra lại toàn bộ các mã. Và khi chúng ta đã tích chọn là mua hàng trong nước không có kho, thì phần mềm sẽ tự động cập nhật phản ánh tài khoản chi phí là 154. Do khi thực hiện khai báo mã, chúng ta đã phản ánh vào tài khoản chi phí là 154. Còn trong trường hợp khi các bạn hạch toán phản ánh vào tài khoản kho là 152 do chúng ta đã tích vào là mua hàng trong nước nhập kho, do đó các bạn phải lưu ý phản ánh đúng các nghiệp vụ đối với mua nguyên vật liệu về xuất thẳng cho các trang trại chăn nuôi. Kiểm tra lại toàn bộ tổng số lượng và đơn giá. Với tài khoản 154 theo thông tư 133, để biết được đây là chi phí nào thì các bạn phải sang phần 2 nhỏ, thống kê khoản mục chi phí, chọn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhấn phải chuột chọn sao chép cho các dòng dưới. Và để biết được chi phí nguyên vật liệu này đưa vào phục vụ cho trang trại phân xưởng nào thì chúng ta sẽ phải sang phần đối tượng tập hợp chi phí, phản ánh trực tiếp các chi phí được đưa vào sử dụng cho phân xưởng, bao gồm cỏ voi và cám gạo được sử dụng cho phân xưởng bò. Hai nguyên vật liệu tiếp theo, cám gạo và cám ngô, được sử dụng cho phân xưởng heo. Nguyên vật liệu tiếp theo là cám ngô, được sử dụng cho phân xưởng gà. Và cuối cùng là nguyên vật liệu bống rượu, được sử dụng cho phân xưởng heo. Do chúng ta mua nguyên vật liệu trực tiếp để đưa vào trang trại, do đó chúng ta sẽ phải xác định được các nguyên vật liệu này được sử dụng cho trang trại nào để chúng ta phản ánh được chi phí đối với từng phân xưởng. Nếu trong trường hợp các bạn không phản ánh được các đối tượng tập hợp chi phí thì phần mềm sẽ hiểu đây là các chi phí nguyên vật liệu phân bổ chung cho tất cả các phân xưởng. Còn thực hiện hạch toán theo thông tư 200 sẽ được phản ánh vào tài khoản chi phí 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì các bạn không cần phải chọn khoản mục chi phí. Còn phần đối tượng tập hợp chi phí, các bạn vẫn phải phản ánh được đúng các nguyên vật liệu đó được đưa vào cho trang trại nào. Hạch toán xong, các bạn sẽ phải kiểm tra lại toàn bộ các thông tin và tổng số tiền cuối cùng 5.240.700 đồng. Thực hiện đúng rồi thì chúng ta sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Phản ánh nội dung hạch toán mua nguyên vật liệu
không qua kho.